Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn xem video vui vẻ, bước sang ngày mới công việc tốt lành, vạn sự hạnh thông, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi chi tiết 12 con giáp thứ năm ngày 25 tháng 2 năm 2021 và theo âm lịch Hôm nay là ngày 14 tháng 1 năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Giáp Thìn, tháng Canh Dần, năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Bính Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Mậu Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thanh Long, giờ Kỷ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Minh Đường, giờ Nhâm Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc kim quỷ, giờ quý dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc bảo quang giờ ất hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc ngọc đường giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ giáp tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc thiên lao giờ ất sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc nguyên vũ giờ đinh mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc câu trận giờ canh ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc thiên hình giờ tân mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc chu tước giờ giáp tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc bạch hổ về ngũ hành ngũ hành niên mệnh phú đăng hỏa ngày giáp thìn tức can khắc với chi có nghĩa là mộc khắc với thổ và ngày hôm nay là ngày cát vài nạp âm phú đăng hỏa kỵ tuổi màu tuất canh tuất ngày thuộc hành hỏa khắc với hành kim đặc biệt là tuổi nhâm thân giáp ngọ thuộc hành kim không sợ hỏa ngày thìn lục hợp với dậu tam hợp với tý và thân thành thủy cục xung với tuất hình thìn hình mùi hại mão phá xỉu và tuyệt tuất vài tuổi xung khác trong ngày, tuổi nhâm tuất, canh tuất, canh thìn, tuổi xung trong tháng, tuổi nhâm than, mậu than, giáp tý, giáp ngọ. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao thiên phú, tốt mọi việc, nhất là về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, khai trương, mở kho, nhập kho, an táng. Sao thiên quý, tốt mọi việc sao thiên tài tốt cho việc cầu tài lộc khai trương sao lộc khố tốt cho việc cầu tài lộc khai trương giao dịch và ngày hôm nay là ngày trực tinh đại cát tốt mọi việc có thể giải được sao xấu trừ sao kim thần thất sát sao xấu trong ngày gồm có sao thiên cẩu kỵ về xây dựng nhà cửa đào ao đào giếng tế tự sao tin tặc Sáu với việc khởi tạo, động thổ về nhà mới, khai trương, sao cửu không kỵ về chúc hành, cầu tài lộc, khai trương và ngày hôm nay là ngày trùng tang, kỵ cưới hỏi, an táng, khởi công, động thổ, xây dựng về nhà cửa. Sao quả tú kỵ đối với cưới hỏi, sao phủ đầu giáp kỵ khởi công, động thổ. Và đặc biệt là ngày 25 tháng 2 năm 2021 tức là ngày 14 tháng 1 năm Tân Sửu này, ngày này là ngày nguyệt kỳ, mùng 5 14 23 đi chơi còn thiệt nữa là đi bùn và thiêu dân gian thường hoại ngày này là ngày nửa đời nửa đoạn, cho nên làm việc gì cũng chỉ đạt được giữa chừng, khó mà đạt được kết quả như ý muốn. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng đông bắc, tài thần hướng đông nam. Sau đây Mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ năm ngày 25 tháng 2 năm 2021 mà các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên mà các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ năm ngày 25 tháng 2 năm 2021 Xem tử vi ngày thứ năm này với bạn tuổi Tý, cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Tý trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, thân tí thìn phù trợ, cho nên với bạn tuổi Tý đón nhận một ngày làm việc vô cùng là suôn sẻ, thuận lợi. Hầu hết các kế hoạch đều được bạn giải quyết gọn gàng, đau ra đấy theo đúng như ý muốn của bản thân mình. Đặc biệt là đây cũng là thời điểm thích hợp để cho đối với những bạn làm kinh tế đưa ra quyết định về đầu tư, mở rộng kinh doanh để tăng thêm nguồn thu lợi cho bản thân. Ngoài ra với bạn tuổi Tý cũng nên chăm chút cho các mối quan hệ hợp tác để giữ làm ăn được lâu dài. Tuy nhiên trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Tý lại đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Đây là điểm báo cho bạn đang có họa thi họa thị phi có thể xảy ra do những mâu thuẫn âm ỉ từ trước với đồng nghiệp, và trước khi đưa ra bất kỳ nhận định nào với bạn tuổi tí, cũng nên xem xét lại chính bản thân mình trước. Quá trình tự kiểm điểm sẽ giúp cho bạn tiến bộ hơn. Ngày này với bạn tuổi tí, cũng đang gặp ngày có thổ khắc với Thủy, cho thấy cái mối quan hệ giữa bạn tuổi tí với nửa kia cũng không được như ý muốn. Và nguyên nhân có thể là do đôi bên có những bất đồng ý kiến với nhau và với bạn tử tí không nên làm theo ý của mình, bác bỏ ý kiến của nửa kia một cách vô lý như vậy vài tử vi tuổi giáp tý thuộc kim công việc được suôn sẻ diện tín theo đúng như kế hoạch tử vi tuổi bính tý thuộc thủy nên quyết đoán tiến hành việc đầu tư kinh doanh tử vi tuổi mậu tý thuộc hỏa nên duy trì các mối quan hệ hợp tác làm ăn đáng tin cậy tử vi tuổi canh tý thuộc thổ có họa thị phi rình rập do mâu thuẫn với đồng nghiệp tử vi tuổi nhâm tý thuộc mộc đôi lứa còn có sự tranh cãi nên lắng nghe người kia nhiều hơn. Và đánh giá của bà tuổi Tý trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 4, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cá tường màu vàng, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi thân... tử vi tuổi Sửu thứ năm ngày 25 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày thứ năm này với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Sửu trong ngày này đang gặp ngày của cục diện ngộ hành tứ hình sông, thìn tuất Sửu mùi cái điều này làm cho tâm trạng của bạn tuổi Sửu khá bất an mọi chuyện không được như ý muốn khiến cho bạn cảm thấy như có ai đó đang cố tình cản trở cuộc sống của mình và với bạn mệnh tuổi sửu có thể thấy thất vọng chán nản vì mọi chuyện đang thuận lợi bỗng dưng gặp vấn đề và thực ra có lẽ mọi chuyện không xấu như bạn vẫn nghĩ có thể là những ý nghĩ tiêu cực mà bạn tự mình suy diễn mới là nguyên nhân gây nên những chuyện đó bạn cần phải cố gắng suy nghĩ tích cực hơn nữa tuy nhiên trong cái vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi sửu lại đang gặp được ngày của chính ấn chiếu mệnh cho thấy đây là cơ hội mang đến cho bạn khẳng định được bản thân, vị trí của mình. Cấp trên đang kỳ vọng rất nhiều ở bạn. Nếu như bạn vượt qua được những khó khăn kia, chắc chắn bạn sẽ được đánh giá rất cao. Tuy nhiên, ngày này với bạn tuổi xỉu lại đang gặp ngày của thổ khí vượng dường như với bà tuổi xỉu đang quá đắm chìm trong chuyện tình yêu mà dần đánh mất đi lập trường của bản thân mình. Nếu như bạn cứ nhiệt tình thái quá như vậy, bạn có thể sẽ khiến cho đối phương cảm thấy choáng ngợp và thậm chí là quản phản tác dụng nữa. Bạn hãy cứ để cho mọi thứ diễn ra thật tự nhiên. Vài tử vi tuổi Ất Sửu thuộc Kim, tâm trạng bất an, cảm thấy cuộc sống quá khó khăn, tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc Thủy, hãy cố gắng loại bỏ các ý nghĩ tiêu cực để sống vui vẻ, tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc Hỏa, khó khăn đồng thời cũng là cơ hội để cho bạn thể hiện bản thân mình, tử vi tuổi Tân Sửu thuộc Thổ, nhận được sự kỳ vọng của cấp trên, hãy cố gắng nắm bắt cơ hội, tử vi tuổi Quý Sửu thuộc Mộc hãy để cho mọi thứ diễn ra thật tự nhiên. Và đánh giá của bà tự xỉu trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1, số 7, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cà phê, quý nhất phù trợ, tuổi tỵ tuổi giàu, tuổi hợi. tử vi tuổi dần thứ năm ngày 25 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày thứ năm này với bà tuổi dần cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi dần trong ngày này bạn sẽ cảm thấy khá chi là an tâm về vấn đề tiền bạc nhất là khi bạn đang có được thiên tài giúp sức làm cho bạn càng tự tin hơn để làm việc để tăng thêm thu nhập cải thiện cuộc sống hiện tại với mình với bà tuổi dần đã dùng nghề tay trái mà kiếm được nhiều tiền vô kể bản mệnh biết cách để khai thác hết mọi tiềm năng của mình mà không gặp phải khó khăn gì quá lớn thậm chí còn được hưởng lợi nhiều nữa tuy nhiên ngày thứ năm này với bạn tuổi dần lại đang gặp ngày có ngộ hành xung khắc cho thấy sức khỏe của bản mệnh đang có nhiều dấu hiệu không được tốt và bạn nên học cách chăm sóc cho bản thân mình đúng cách đừng có mãi chạy theo những mục tiêu của tiền bạc mà quên đi chính mình. Xem tử vi ngày thứ năm này với bạn tuổi dần, ngày này thích hợp để cho bạn cầu tài lộc, cầu phúc, tế tử. Bạn mạnh có thể tiến hành công việc đó để thêm phần may mắn thuận lợi cho mình. Tuy nhiên, trong ngày 14 tháng 1 năm tân sửu này lại không thích hợp để cho bạn làm những công việc trọng đại bởi ngày này là ngày nguyệt kỳ mùng 5, 14, 23. đi chơi quản thiệt nữa là đi bùn dân gian thường gọi ngày này là ngày nửa đời nửa đoạn nên là việc gì cũng chỉ đạt được dựa chừng khó mà đạt được kết quả như ý muốn vài tử vi tuổi giáp dần thuộc thủy yên tâm về tiền bạc tự tin làm việc để tăng thêm thu nhập. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc họ tài lộc dư giả nhờ ngày tay trái. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc thổ biết cách khai thác tiềm năng để được hưởng lợi nhiều hơn. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc Mộc sức khỏe bất ổn nên đi kiểm tra sức khỏe ngay nếu cảm thấy cơ thể có dấu hiệu bất thường. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc Kim ngày thích hợp để cho bạn cầu tài cầu phúc tế tự, không thích hợp để cho bạn làm những công việc trọng đại. Và đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1, số 5, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, xanh lá cây, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi tốt, tuổi hợi. tử vi tuổi mão thứ năm ngày 25 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày thứ năm này với bà tuổi mão cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi mão trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành mão thìn tư hại cho thấy với bà tuổi mão có thể sẽ phạm phải những sai sót do chính sự chủ quan của mình trong thời điểm này gây ra với bà tuổi mão cần phải nhớ rằng mọi thứ đều cần phải có quá trình diễn ra cụ thể, vội vàng, chỉ tạo điều kiện cho sự sai suốt của bạn mà thôi. Có thể với bạn tuổi mão không gặp may vào lúc này khi không đạt được kết quả như ý muốn, nhưng dù sao, bạn vẫn, bạn vẫn cần phải trao dồi những bài học kinh nghiệm quý giá, cho nên sai suốt hiện tại có đáng là gì? Quan trọng là bạn biết đứng lên và tiếp tục làm việc như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Bên cạnh đó, vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Mão lại đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh, báo hiệu cho bạn đang có được nguồn thu nhập ổn định, cho nên những nỗi lo về tiền bạc của bạn bị đẩy lùi. Với bạn tuổi Mão, hoàn toàn có thể chi tiêu theo ý của mình, không cần phải cân đua đong đếm quá nhiều trong thời điểm này. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi mão, bạn lại đang gặp ngày có màu khác với thổ, với những chuyện đã qua, rất khó có thể để bạn và người ấy có thể đi đến bước tín hiện tại. Bạn hãy nghĩ đến những lần bạn vấp ngã và cần một ai đó xỉa chia, người ấy luôn luôn xuất hiện kịp thời để an ủi, chắc chắn với bạn tuổi mão không muốn đánh mất đi người mình yêu thương, thật lòng đến như vậy phải không? vài tử vi tuổi Ất Mão thuộc thủy, chủ quan dẫn đến sai suốt không đáng có, tử vi tuổi Đinh Mão thuộc hỏa, vấp ngã ở đâu phải đứng dậy ở đó để bước tiếp, tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc thổ, thất bại không đáng sợ, quan trọng là bạn nhìn ra được sự sai sót của mình, tử vi tuổi Tân Mão thuộc mộc, thu nhập ổn định, chi tiêu theo ý của mình, tử vi tuổi Quý Mão thuộc kim nên trân trọng hạnh phúc hiện tại. Vài đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ năm này: Sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 6, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu xanh rêu, quý nhân phù trợ tuổi Dần, tuổi Thìn, tuổi Tuất. tử vi tuổi thìn thứ năm ngày 25 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày thứ năm này với bạn tuổi thìn ạ cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi thìn trong ngày này với bạn vốn là người có lòng tự tôn rất chi là cao, lại cộng thêm có sự ảnh hưởng của cục diện ngũ hành, thìn thìn tự hình, cho nên bạn tuổi thìn trở nên cực kỳ là cứng đầu và cố chấp. Bạn không thích người khác xiên vào chuyện của mình và có xu hướng tự tách bản thân mình ra khỏi tập thể nữa. Dẫu năng lực làm việc độc lập của bạn tuổi thìn có cao đến đâu, bạn vẫn cần phải có sự phối hợp, kết hợp với nhóm trong những trường hợp cần thiết. Sao bạn không nghĩ rằng sự quan tâm của người khác hoàn toàn xuất phát từ ý tốt của họ. Đừng có vô tình biến môi trường làm việc của bạn trở nên căng thẳng không cần thiết như vậy. Trong cái vận trình ngày thứ năm này với bạn tử thìn, bạn lại đang gặp ngày có ngộ hành, thổ vượng, cho thấy với bạn đang có điểm báo sức khỏe của bạn không được ổn định cho lắm là do thời tiết thay đổi một số dấu hiệu, triệu chứng như là viêm họng, nhức đầu, sổ mũi, cảm cúm có thể ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống của bạn. Vài tử vi tuổi giáp thìn thuộc họ trở nên cố chấp, không chịu lắng nghe ý kiến của người khác. Tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ có xu hướng tự tách mình ra khỏi tập thể. Tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc đừng có vô tình biến môi trường làm việc trở nên căng thẳng không cần thiết tử vi tuổi canh thìn thuộc kim nên giữ được cái đầu lạnh để nhận ra ai tốt với mình ai xấu với mình. Tử vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy, sức khỏe bất ổn do thời tiết thay đổi mà ra. Vài đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 3, số 4, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu đất, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi than, tuổi giàu. Tử vi tuổi tỵ thứ năm ngày 25 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ năm này với bà tuổi tỵ ạ, cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi tỵ trong ngày này bạn đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh cho thấy với bà tuổi tỵ đây là dấu hiệu bạn đang rất phiền lòng vì họa tiểu nhân liên tục gây khó dễ cho bạn thậm chí bạn mệnh còn phải đi xử lý những rắc rối mà tiểu nhân gây ra dù bạn không làm gì hết chẳng những vậy kẻ tiểu nhân còn cố tình phá hoại cái mối quan hệ tình cảm của bạn với nửa kia do những hiểu lầm từ trên trời rơi xuống những lúc như vậy với bạn tuổi tỵ cần phải rạch ròi mọi thứ đừng có để cho mình bị lợi dụng mà phải chịu thiệt thòi, ấm ức. Trái ngược với những rắc rối trong chuyện tình cảm thì trong ngày hôm nay với bạn tuổi tỵ lại đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng. Cái điều này mang đến cho bạn tuổi tỵ có được những tin tức khả quan cho cái nguồn tài lộc của mình. Với những kế hoạch đầu tư từ trước đó của bạn bắt đầu có được lợi nhuận thu về, các khoản thu lỗ của bạn dần được bù đắp và xem tử vi ngày này đối với bà tuổi tỵ là ngày 14 tháng 1 năm Tân Sửu, ngày này là ngày Nguyệt Kỳ, mùng 5, 14, 23, đi chơi quản thiệt nữa là đi bùn, dân gian thường gọi ngày này là ngày nửa đời, nửa đoạn, nên làm việc gì cũng chỉ đạt được giữa chừng khó mà đạt được kết quả như ý muốn. Chính vì cái điều này, với bà tuổi tỵ không nên tiến hành làm những công việc trọng đại trong ngày hôm nay, kể cả là xuất hành, hay là ký kết hợp đồng đầu tư. Về tử vi tuổi ất tỵ thuộc họ phải xử lý rắc rối do tiểu nhân gây khó dễ. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ tình cảm bị người ngoài phá hoại, diêu rắc nhiều hiểu lầm. Tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc cần phải rạch ròi mọi chuyện tránh bị lợi dụng. Tử vi tuổi tân tỵ thuộc kim tài lộc được khả quan thu về lợi nhuận. Tử vi tuổi quý tỵ thuộc thủy các khoản thu lỗ đạt được dần được bù đắp. Và đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 3, số 9, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi mùi, tuổi thân. Từ Vi Tuổi Ngọ thứ năm ngày 25 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ năm này với bà tuổi ngọ cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi ngọ trong ngày này đang gặp ngày của chính quan nhập cục. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi ngọ sẽ có một ngày làm việc khá chi là hiệu quả, hiệu suất được cải thiện một cách rõ rệt ở thời điểm này và với bà tử ngọ, bạn nên giữ vững phong độ này để có thể thăng tiến xa hơn nữa trên con đường công danh sự nghiệp với mình. Tuy nhiên, với bà tử ngọ, lại rất khó giữ được sự hăng hái như ở thời điểm đầu ngày. Càng về cuối ngày, bạn lại càng dễ, dành, dễ dàng thấp thuẫn và chỉ muốn nhanh chóng làm cho xong bởi bạn đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi Tuy nhiên, càng vội vàng có thể khiến cho công sức của bạn sẽ đổ xuống sông xuống bể nữa. Ngày này với bà tuổi ngọ lại đang gặp được ngày có hỏa sinh cho thổ vượng. Cái điều này cho thấy phải tình hình sức khỏe của bạn mạnh được cải thiện đáng kể, đặc biệt là đối với những ai đang ốm sẽ hồi phục một cách nhanh chóng. Ngoài ra với bà tuổi ngọ nên dành thời gian để nghỉ ngơi thường xuyên, không nên làm việc quá sức. Trong ngày hôm nay, nếu như bạn tử ngọ có công việc cần thiết phải xuất hành đi xa thì bạn nên chọn những hướng tốt như là Hỷ thần, hướng Đông Bắc và Tài thần, hướng Đông Nam. Hai hướng này sẽ giúp cho mọi công việc của bạn sẽ được suôn sẻ, thuận lợi, tránh được những xui xẻo xảy ra với mình. Về tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc Kim hiệu suất công việc được nâng cao, dễ có cơ hội thăng tín. Từ vi tuổi bính ngọ thuộc thủy, khó giữ được sự hăng hái trong cả ngày. Từ vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa, trở nên vội vàng, kéo lại sôi hỏng bỏng không. Từ vi tuổi canh ngọ thuộc thổ, sức khỏe được cải thiện, nên có thời gian để nghỉ ngơi nhiều hơn. Từ vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc, nên chọn hướng may mắn để xuất hành đi xa khi cần thiết. Vài đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 4, số 5, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi mùi, tuổi tốt. tử vi tuổi mùi thứ năm ngày 25 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày thứ năm này với bà tuổi mùi á, cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi mùi trong ngày này đang gặp ngày của cục diện ngũ hành tứ hình xung cái điều này khiến cho tình cảm của bạn tuổi mùi dạo gần đây chẳng được như ý cả hai càng ngày càng nảy sinh thêm nhiều bất đồng mâu thuẫn và khiến cho bạn không biết phải làm như thế nào mới tìm được tiếng nói chung với người ấy. Mâu thuẫn tình cảm khiến cho bạn thiếu đi sự tập trung trong công việc. Điều này làm cho hiệu suất công việc của bạn giảm sút một cách rõ rệt. Với bạn tuổi mùi, bạn nên điều chỉnh lại trạng thái kịp thời trước khi để cho cảm xúc cá nhân gây ra nhiều rắc rối hơn. Ngày này với bạn tuổi mùi lại đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh cho thấy với bà tuổi mùi đang có được những cơ hội để thể hiện những ý tưởng độc đáo và mới mẻ của mình. Những đề xuất tưởng chừng như không khả thi của bạn bắt đầu nhận được sự đánh giá cao từ mọi người, nhưng để được cấp trên chấp thuận thì bạn vẫn cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Và theo hải thượng lạn ông, ngày hôm nay là ngày 14 âm lịch nhân thần ở vùng thắt lưng, dạ dày, kinh thủ dương minh đại tràng, bản mệnh nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xỉa, châm chích ở các vị trí này. Đặc biệt là ngày 14 âm lịch này là ngày nguyệt kỳ, mùng năm 14, 23, đi chơi quản thiệt nữa là đi bùn, Vì vậy với bạn tuổi mùi trong ngày này không nên tiến hành làm những công việc trọng đại. Vài tử vi tuổi ất mùi thuộc kim, tình cảm nhiều trục trặc do bất đồng quan điểm. Tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy, khó tìm được tiếng nói chung với nửa kia. Tử vi tuổi kỷ mùi thuộc hỏa, công việc thiếu đi sự tập trung, làm giảm hiệu suất. Tử vi tuổi tân mùi thuộc thổ, có cơ hội thể hiện ý tưởng độc đáo và mới mẻ. Tử vi tuổi quý mùi thuộc mộc, muốn được thừa nhận năng lực thì bạn cần phải cố gắng nhiều hơn nữa và đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ năm này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 1 số 2 giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ màu sắc cát tường màu nâu màu cà phê quý nhân phù trợ tuổi Mão tuổi Thị tuổi Ngọ Tử vi tuổi thân thứ năm ngày 25 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ năm này với ba tuổi thân cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi thân trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp thân tý thìn phù trợ cho nên với bà tuổi thân bạn có được một ngày làm việc rất hiệu quả với bà tuổi thân vốn là người thông minh nhanh nhẹn bạn dễ dàng nắm bắt được trọng tâm của những việc mình cần phải làm để thu được lợi nhuận lớn nhất về cho mình. Hầu hết các kế hoạch đều diễn ra theo như bạn đã dự liệu từ trước, cho nên với bạn tuổi thân cảm thấy rất chi là hào hứng hơn hẳn. Thậm chí với bạn tuổi thân còn nghĩ ra rất nhiều phương pháp độc đáo khiến cho ai cũng cảm thấy khâm phục, khiên ngợi bạn nữa. Tuy nhiên, vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi thân lại đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh cho thấy với bà tự thân đang có điểm báo đánh mất đi cơ hội cơ hội thu về tài lộc cho mình bạn cứ do dự mà trần trừ như vậy ngoài ra nếu như bạn không chịu tự mình làm mà cứ dựa dẫm vào những người khác thì sớm muộn gì với bạn cũng sẽ mắc phải sai lầm mà sai lầm không phải là do mình gây ra mà do người khác lừa gạt bạn nữa Vận trình ngày thứ năm này với bà tuổi thân lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Cái điều này giúp cho cái chuyện tình cảm của bạn đang có được đào hoa vượng. Đây là tin mừng đối với những bạn đang còn độc thân nhưng lại gây ra không ít bất lợi cho những bạn đã có đôi có cặp hoặc là những bạn đã lập gia đình. Vì vậy bạn cần phải biết giữ mình để không vướng phải rắc rối không đáng cố xảy ra và tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy biết bản thân cần phải làm gì để đạt được những điều mình mong muốn tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa đưa ra những ý kiến độc đáo được đánh giá cao tử vi tuổi mậu thân thuộc thổ cứ mãi do dự sẽ đánh mất đi cơ hội quý giá tử vi tuổi canh thân thuộc mộc nên dựa vào chính mình thay vì tin tưởng người khác vô điều kiện như vậy tử vi tuổi nhâm thân thuộc kim đào hoa vượng nhưng không tốt cho những người đã có đôi có cặp và những người đã lập gia đình. Và đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thìn, tuổi tỵ. Tì. Từ vi tuổi giàu thứ năm ngày 25 tháng 2 năm 2021 Xem tử vi ngày thứ năm này với bạn tuổi giàu cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Dậu trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngô hành Dậu Thìn nhị hợp cho nên với bạn tuổi giàu đang có điểm sáng về công việc trong ngày hôm nay và rất có thể các mối quan hệ làm ăn của bạn đều diễn ra được suôn sẻ trong thời điểm này nhờ tìm được mối đầu tư hợp tác có giá trị vì vậy với bà tuổi giàu hãy nhanh tay để nắm bắt cơ hội đừng có để cho bản thân mình phải nối tiếc về sau này tuy nhiên trong cái vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi giàu lại đang gặp ngày có kiếp tài xuất hiện, nhắc nhở bạn tuổi Dậu nên có lòng đề phòng cần thiết đối với những cái mối quan hệ làm ăn, kéo lại mất tiền oan. Càng là người mới quen biết hay là hợp tác lần đầu, bạn càng cần phải tìm hiểu đối phương thật kỹ càng để không mắc phải sai lầm gây ra họa, hao tài tốn của. Đôi khi, chỉ một phút trao lầm lòng tin cũng có thể khiến cho bạn phải trả giá đắt bởi những kẻ tiểu nhân ngoài mặt tỏ ra là tốt bụng vui vẻ với bạn nhưng thực chất ở trong lòng lại chứa đầy những mưu mô nhằm để hạ bệ bạn nữa trong cái vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi giàu lại đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tương sinh cho thấy gia đình là điểm tựa rất lớn để cho bạn tuổi giàu nỗ lực hết mình vợ chồng con cái thấu hiểu cho nhau có những lúc bạn cảm thấy mệt mỏi muốn buông xuôi tất cả nhưng chỉ cần có người thân ở bên cổ vũ động viên là nỗi buồn đau nào cũng sẽ qua đi không gặp phải trở ngại gì quá lớn về tử vi tuổi ất dậu thuộc thủy tìm được mối làm ăn hứa hẹn có được cơ hội gặt hái được tài lộc tử vi tuổi đinh dậu thuộc họ không nên tin tưởng người khác một cách dễ dàng tử vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ có điểm báo hao tài tốn của cần phải có lòng đề phòng cần thiết tử vi tuổi tân dậu thuộc mộc gia đình là điểm tựa để cho bạn luôn cố gắng hơn tử vi tuổi quý dậu thuộc kim cần phải cẩn thận kẹo kẻ tiểu nhân hại mặt hại, hại Minh và đánh giá của bạn tử Dậu trong ngày thứ năm này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 2 số 5 giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ màu sắc cát tường màu bạch kim màu xám quý nhân phù trợ tuổi Sửu tuổi Thìn tuổi Tỵ Từ vi tuổi tuất thứ năm ngày 25 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày thứ năm này với bà tuổi tuất cho chúng ta thấy là công việc của bà tuổi tuất trong ngày này đang có điềm báo gặp không ít trở ngại rắc rối đột nhiên cứ xảy ra khiến cho bạn không biết phải giải quyết như thế nào dù trong ngày này bạn đang chịu tác động xấu của cục diện ngũ hành tứ hình sông thìn tuất xỉu mùi gây ra và với bà tuổi tuất cho dù là người kiên trì, có thực tài, bạn vẫn mất phương hướng trong thời điểm này. Do đó, hôm nay không phải là một ngày thích hợp cho các kế hoạch đầu tư của bạn mệnh. Trạng thái tinh thần của bạn bất ổn dễ khiến cho bạn đưa ra những quyết định sai lầm hoặc là rơi vào bẫy của những kẻ tiểu nhân. May mắn là trong cái vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi tốt lại đang gặp được ngày có thiên ấn độ mệnh. Sự nhẫn nại chính là chìa khóa giúp cho bạn mệnh tuổi tốt mở cánh cửa dẫn đến thành công. Bạn đừng cố trông mong những kết quả đến một cách quá dễ dàng. Muốn có được những thành quả giá trị thì đầu tiên bạn cần phải kiên nhẫn và cố gắng không ngừng nghĩ cái đã. Và xem tử vi ngày thứ năm này với bà tuổi Tốt. Ngày này đối với những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển về các vị trí đồ đạc hay là tiến hành sửa chữa đục đẽo, bởi việc làm này có thể làm đậu tới thai thần, ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi. Ngày 14 tháng 1 năm Tân Sửu này, ngày này cũng là ngày Nguyệt Kỳ, mùng 5, 14, 23, đi chơi còn thiệt nữa là đi buôn. Vì vậy với bạn tuổi Tuất trong ngày này, không nên tiến hành làm những công việc trọng đại, kể cả là xuất hành hay là ký kết hợp đồng quan trọng. Về tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc họ rắc rối nối tiếp khiến cho bạn không biết phải giải quyết như thế nào. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc thổ không nên tiến hành những kế hoạch về đầu tư khi đang bất ổn tử vi tuổi mậu tốt thuộc mộc một phút sai lầm có thể rơi vào bẫy của kẻ tiểu nhân tử vi tuổi canh tốt thuộc kim cần phải học cách kiên nhẫn hơn mới có thể thành công được tử vi tuổi nhâm tốt thuộc thủy không nên tiến hành sửa chữa dịch chuyển về các vị trí đồ đạc về đánh giá của bạn tuổi tốt trong ngày thứ năm này sự nghiệp ba sao tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 4, số 6, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi ngọ, tuổi thân. Từ vi tuổi hợi thứ năm ngày 25 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ năm này với bà tuổi Hợi cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi Hợi trong ngày này đang gặp được ngày có thực thần chia chở, cho nên hôm nay tâm trạng của bà tuổi Hợi nhờ vậy mà rất tốt, điều này ảnh hưởng tích cực tới các hoạt động của bạn trong ngày hôm nay. Và nhân lúc này, với bà tuổi hợi hãy nhanh chóng bắt tay vào giải quyết các công việc đang còn dang dở, đồng thời nên lên kế hoạch cho những mục tiêu ở phía trước. Có như thế, bạn sẽ có thêm thật nhiều động lực cho những ngày tiếp theo nữa. Trong cái vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Hợi lại đang gặp ngày có Thủy thổ xung khắc, cho thấy bạn mệnh tuổi Hợi đang có điểm báo, vướng phải nhiều rắc rối liên quan tới chuyện tình cảm. Và với bạn tuổi Hợi, bạn chớ nên có suy nghĩ bắt cá hai tay vì bạn à, tích không muốn buông bỏ ai cả, bạn nên xem xét lại tình cảm của bản thân mình. Có thể bạn chẳng yêu ai ngoài bản thân mình đâu. Ngày này là ngày 14 tháng 1 năm Tân Sửu là ngày Nguyệt Kỳ, mùng 5, 14, 23. Đi chơi còn thiệt nữa là đi buôn. Người xưa thường gọi ngày này là ngày, nửa đời, nửa đoạn, nên làm việc gì cũng chỉ đạt được giữa chừng khó mà đạt được kết quả như ý muốn. Nếu như có việc gì quan trọng, thì tốt nhất là với bà tuổi hợi nên tránh tiến hành làm cho ngày hôm nay. Về tử vi tuổi ất hợi thuộc hỏa tâm trạng tốt tràn đầy hứng khởi khi làm việc. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc thổ nên lên kế hoạch cụ thể cho các mục tiêu ở phía trước. Tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc tình cảm nhiều rắc rối, chớ nên có suy nghĩ bắt cá hai tay. Từ vi tuổi tân hợi, thuộc kim, nên trân trọng hạnh phúc hiện tại, đừng có để mất đi, mới nối tiếc. Từ vi tuổi quý hợi, thuộc thủy, ngày 14 âm lịch, là làm gì cũng chỉ đạt được dựa chừng, khó đạt được mục tiêu. Về đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ năm này, sự nghiệp, năm sao, tài lộc, 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 6, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi mão, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.